Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 207. Sáng nào khi chúng ta tu xong cũng nhắc nhở nhau một câu A Di Đà Phật này, niệm đến cuối cùng cuộc đời của mình. Đây gọi là gầy dựng cái tính nguyện hạnh cho mình. Đại sư Ngẫu Ích là vị tổ sư thứ 9 của Tịnh Độ Tông, người nói rằng là người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là tính vào cái chỗ niệm Phật sâu hay cạn. Nên sáng nào mình cũng bồi dưỡng tính nguyện niệm Phật,
Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng có nghĩa là từ khi chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, dù là gặp những sự khó khăn cản trở gì đi chăng, từ ngoại duyên, mình vẫn giữ cái tín nguyện của mình niệm câu Phật hiệu này. Và dù chúng ta có gặp sự cám dỗ của vật chất, cảnh duyên, xã hội về nhiều phương diện, nhưng chúng ta vẫn là giữ cái nguyện cầu sanh về cái quốc độ an lạc của Đức Phật A Di Đà. Đây gọi là bồi dưỡng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải có cái tâm tu hành đó cho nó chắc chắn. Vậy thì không có chuyện phương pháp mà chúng ta sẽ giữ phương pháp tu lâu dài. Chúng ta mỗi ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, các cụ là tụng điều nhất, những cái chương kinh cuối cùng đó các cụ. Pháp môn tịnh độ trong thời chánh pháp, Đức Phật đã phô diễn và tán thán hết lời từ ba bộ kinh, và nhiều bộ kinh là Đức Phật nói một khoảng nào trong những bộ kinh đó. Còn ba bộ kinh là chuyên nói là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, là thời Đức Phật còn tại thế đã nói về pháp môn tịnh độ. Và Đức Phật còn nói trong kinh Vô Lượng Thọ là khi giáo pháp diệt tận, kinh Vô Lượng Thọ vẫn tiếp tục lưu hành thêm 100 năm. Và khi qua 100 năm đó thì chỉ còn có một câu A Di Đà Phật, nếu chúng sanh nào nghe được. Chúng ta đọc đến công đoạn mà kinh giáo diệt tận, như vậy thì chắc là thời đó không còn người xuất gia nữa. Chúng ta ngồi suy nghĩ đi, không còn người xuất gia và không còn kinh giáo, vậy thì không còn chùa chiền luôn à. Đức Phật vì lòng từ bi lưu kinh Vô Lượng Thọ lại 100 năm. Khi qua 100 năm, kinh Vô Lượng Thọ cũng diệt tận, chỉ còn có một câu A Di Đà Phật. Như vậy thì chắc chắn rằng cũng không có nói vào giới lực luôn, vì kinh giáo diệt tận hết thì nói về giới lực gì nữa, không nói về giới lực luôn. Chỉ có là người nghe được câu A Di Đà Phật mà người này có thiện căn tiếp nhận, chịu tin và niệm, như vậy mà cũng được giải thoát nữa. Nhưng mà chắc khó lắm á, khó hơn hiện tại này dữ lắm á. Bây giờ cũng khó, mà cái thời đó chắc chắn là cũng khó lắm đó. Chúng ta ngồi suy nghĩ đi. Như vậy thì thời chánh pháp Đức Phật cũng phô diễn tịnh độ, mà thời mạt pháp á, Đức Phật càng chú trọng tịnh độ. Mà khi kinh giáo diệt tận á, Đức Phật lại nêu lên là chỉ còn câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Vậy thì bây giờ chúng ta mỗi sáng khi tu học xong, học đúng một đề tài, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Như vậy thì tất cả những người mà chúng ta mỗi ngày nghe này, quý vị ngồi suy nghĩ cái thiện duyên mình lớn cỡ nào hả quý vị? Bây giờ đã nhắc mình là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng rồi. Từ khi gặp và cho đến khi thọ mạng kết thúc là dẫn một câu A Di Đà Phật mà niệm. Chúng ta ngồi suy nghĩ thiện duyên của mình lớn đến cỡ nào. Nếu như chúng ta ở đây mà mỗi ngày học một đề tài, nhưng mà đã tu tịnh độ thì là quy nhất vẫn là chỉ có niệm Phật thôi à. Nói dòng do đi chăng nữa thì cuối cùng cũng là quy về niệm Phật à. Bạn có nói cái gì cũng là quy về niệm Phật. Nhưng mà có cái mình nói nhiều quá thì chúng ta sẽ không có một phương hướng để mà tu, hiểu không? Nghĩa là mình nói nhiều quá mình không có một phương hướng, giống như là lạc lối rồi không biết đường quay gì. Thở xưa người ta dùng bao nhiêu phương tiện, người ta nói rồi cuối cùng người ta quy nhất, người ta ấp mé kết thúc. Còn bây giờ thì
quá nhiều phương tiện, cuối cùng đi rồi không biết đường quay về nha. Nhiều người nói rằng là con nghe thì nghe nhiều vậy, như con có phương hướng gì hết á, là cho ra nhiều phương hướng rồi không biết đường quay về. Nên chúng ta biết cái căn cơ của mình giờ nó kém rồi đó. Nên bây giờ mình có một tiêu chuẩn học tập luôn, cứ sáng nào cũng là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Vậy mà có khi chúng ta còn muốn nghỉ niệm nữa đó. Mà đó là tu tịnh độ thì là một câu A Di Đà Phật mà niệm, vậy là đúng rồi. Chúng ta lấy nguyện thứ 18 làm chánh hạnh niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Từ khi là chúng ta không có tín nguyện thì chúng ta thay đổi đủ thứ. Khi sáng nào mình cũng nhắc nhở cái gì thì cái người mà ở trong cái vị trí đó họ có tính tâm lắm. Nên những đức nói rằng là những người ở ngoài đời mỗi buổi sáng công phu, cái thời khóa mà những đức đó, thu âm thu hình đó, để lên trang chân thành niệm Phật qua luận thọ, niệm địa chung xong rồi lễ Phật rồi hồi hướng kết thúc. Thời khóa Iran là buổi sáng chủ nhật này mình tu luôn đó. Niệm địa chung xong lễ Phật hồi hướng nghỉ, rồi xong á bật lên. Thời buổi sáng này mình nói chuyện nè, 40 mấy phút nghe, nó nung đúc tinh thần của mình, nung đúc tinh thần để mà mình đừng có bỏ câu Phật hiệu, giữ câu Phật hiệu cho chắc chắn. Nên mục tiêu những đức học tập á, những đức gầy hoài luôn, cứ chậm chậm những đức bò, cứ bò hoài luôn, tại vì những đức nhắm được mục tiêu quý vị. Và mình cũng nhận thức được rằng là một kẻ vô danh tiểu tốt và một con người không ra gì như mình mà học Phật 10 năm mà có thể cùng niệm Phật với nhiều người vậy thì những đức thấy đúng pháp môn niệm Phật này quá thù thắng. Nên những đức nhắm được mục tiêu quý vị. Câu này ngày xưa những đức bên cạnh một vị thầy, ông cũng nói một câu như thế này: tôi tu mấy chục năm, cuối cùng đứng giữa ngã tư đường. Từ khi tôi nghe được pháp môn tịnh độ, bộ kinh Vô Lượng Thọ, trong vòng mấy năm nay mà tôi gầy dựng một đạo tràng như vậy, nếu mà tôi tu một cái pháp khác, dù là tôi tu 50 năm đi chăng nữa, tôi cũng không có được một cái đạo tràng như vậy nữa. Một đạo tràng như vậy không phải nói là bự hay là nhỏ hay là sao, nhưng mà ý ông nói là một đạo tràng mà rất nhiều người cùng tu với mình, cùng niệm Phật với mình và cùng cầu giải thoát với mình. Ông nói câu vậy đó. Ngày xưa những đức bên cạnh ông, những đức nghe ông nói câu này rất nhiều lần. Khi nghe nhiều lần vậy thì những đức có một tiêu chuẩn. Những đức nói rằng như vậy thì ông tu mấy chục năm, ông bỏ ra thời gian mấy chục năm mà nhờ niệm Phật, ông mới có thể đột phá vượt trội lên. Và ông gầy dựng một cái đạo tràng niệm Phật đông như vậy, với cái khả năng của ông còn có thể tu các pháp khác mấy chục năm. Còn với khả năng của tôi thì đành bỏ tay, tôi không tu được những pháp khác mà tôi còn bỏ luôn nữa, mà tôi còn đi làm bậy luôn nữa. Vậy thì bây giờ tôi phải có một phương hướng như thế nào? Như vậy thì chắc chắn rằng là câu Phật hiệu này đặc biệt, ông đã làm trước rồi, tôi thấy rồi. Vậy thì sao? Thì nhất định cả đời tôi phải niệm A Di Đà Phật. Một tiêu chuẩn luôn. Thời gian chúng ta 5 năm, bỏ ra 1 năm rưỡi, còn 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi từ khi cộng tu ngày Chủ nhật ban đầu, chúng chùa mình thì có sẵn hơn 100 người. Người đến cộng tu ngày Chủ nhật đầu tiên chúng ta tổ chức thì được khoảng 10 mấy người, thường 10 mấy người. Chùa mình thì có chúng sẵn 100 mấy chục người, nhưng người biết đến đây cộng tu khoảng 10 mấy 20 người, hoặc 30 người đổ lại ngày Chủ nhật thôi. Thời gian
Tới ngày hôm nay mấy năm, quý vị thấy rằng ngày Chủ nhật, ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả những ngày lễ của chư Phật Bồ Tát, rồi lớp đạo làm con, quý vị để ý đi, mà quanh năm ở trong chùa không đi đâu hết. Phải chi mà đi chỗ này chỗ kia kết duyên, để rồi cho người ta biết cái phương pháp tu, hoặc là cho người ta biết chùa chiền của mình, thì mình rủ người ta về đây. Còn cái này quý vị thấy những đức quanh năm, những đức ở trong chùa không à? Thì rõ ràng rằng là cái duyên của Đức Phật A Di Đà quá thù thắng. Chúng ta chỉ cần hướng theo cái duyên của Ngài, tu đã thành tựu sẵn rồi. Hướng theo duyên Ngài mà duyên cái chúng sanh thì thù thắng lắm. Rõ ràng, nhớ cái câu duyên tâm mình, duyên quý, duyên của Phật A Di Đà, rồi duyên theo Phật A Di Đà và duyên ra chúng sanh. Như vậy thì chúng ta rút hoàn toàn thời gian lại. Đây là chỗ con đường đi dễ dàng, thành tựu cao, hao sức ít. Đây là cái góc độ nhận thức để chúng ta có thể gầy dựng tính tâm cho chính mình. Một câu Phật hiệu này mà niệm, đừng bao giờ suy nghĩ rằng nó không đủ. Chư Tổ sư nói rằng một câu Phật hiệu này, nếu chí thành mà niệm, nghiệp gì cũng tiêu. Nhớ nha, chí thành mà niệm, nghiệp gì cũng tiêu. Có một cái chú này, bên cạnh những đức ông cầm điện thoại mà đặt máy á, có một cái cô này, hôm qua cô điện thoại, cô nói đi đến chùa mình, những đức tặng cho được một chiếc máy bấm số niệm Phật. Chiếc máy bấm số này, mẹ của cô ở nhà cũng niệm Phật nhiều năm nhưng mà không có dụng công nhiều. Cô đem chiếc máy về, cô nói cái phương pháp mà những đức hướng dẫn là cứ đưa lên cái số lượng một ngày, cố gắng mà niệm. Người mẹ này bị bệnh cũng là thường xuyên đi đến bác sĩ hoài. Quý vị biết rằng là khi cô tặng chiếc máy bấm số cho mẹ cô và chỉ mẹ cái phương pháp là niệm Phật và đưa lên cái số lượng một ngày bao nhiêu câu để mình chí thành mà niệm, rồi nếu thời gian còn rảnh rỗi thì tiếp tục tăng trưởng thêm để mà niệm. Thì quý vị biết rằng là mẹ của cô niệm cả ngày, bà không có thời gian làm việc gì hết, chỉ có niệm Phật thôi. Tại vì sức khỏe cũng yếu nên bà thời gian hoàn toàn là chỉ có niệm Phật thôi. Một ngày bà niệm 25.000 câu. Cũng như những đức hiện tại là một ngày những đức niệm hơn 20.000 câu đó. Hiện tại tất cả những thời gian những đức dành được đều là niệm Phật hết luôn. Thời gian toàn bộ là dành niệm Phật hết luôn quý vị. Khi xuống bếp nấu ăn hay là rửa chén gì, lúc nào những đức là nhớ cái là cái miệng như đức nhép niệm liền tới cùng câu Phật hiệu liền. Lúc đó không bấm được, nhưng mà khi về phòng hoặc là đi vòng vòng lan can trên lầu 2, hoặc là đi ngoài đường xung quanh chùa, hoặc là đi coi cái gì, hoặc là ngồi sau lưng phần mộ ba mẹ hòa thượng, là những đức đều là dành hết thời gian cầm chiếc máy bấm niệm Phật luôn. Và ai không niệm kệ, những đức niệm mà càng ngày những đức niệm càng nhiều, những đức thấy đặc biệt thiệt. Đúng là câu Phật hiệu này càng niệm càng đặc biệt thiệt. Quý vị viết rằng là câu Phật hiệu này càng niệm về sau nha, tự nhiên quý vị có một cái tâm mạnh mẽ gì lạ thường lắm. Và quý vị có một cái trí tuệ gì nó lạ thường lắm, nó xuất hiện kỳ cục lắm. Và quý vị có một cái lòng tin đối với bản thân mình nó cao độ lắm. Ô, thì ra rõ ràng câu Phật hiệu này mà chịu niệm chân thật rồi, nó có một cái lòng tin với cái bản thân của mình. Dù cho là mình bị bệnh, mình gần chết đi chăng nữa, nhưng mà cái lòng tin này nè, nó gầy dựng chính mình mà không bị sợ. Và khi mình không bị sợ rồi thì cái đầu óc của mình nó rất tỉnh táo. Con người mình đầu óc nó bị mù mờ là do gì? Con người nó bị sợ. Khi mình bị sợ cái chuyện bệnh, bị sợ cái chết, bị sợ sự việc gì đến với mình, khi vừa sợ một cái là cái sự việc đó là từ tốt nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, nó ập đến nó dập mình luôn. Từ nơi đó mình bế tắc luôn quý vị ơi. Thì ra là câu Phật hiệu này, nếu quý vị chịu nắm mà niệm, niệm câu Phật hiệu này, niệm viết rồi, quý vị phải nhớ nghe, chân thành niệm Phật, nghiệp gì cũng tiêu. Cái nghiệp tiêu là ngay cái chỗ là vì mình quá chân thành đối với câu Phật hiệu này. Mình không có nói rằng là thanh tịnh tâm hay loạn tâm, nhưng mà vì cái tâm mình thích niệm Phật, mình chân thật mình niệm, niệm viết rồi, quý vị biết rằng là có khi quý vị ngủ, quý vị gặp bất cứ một cái cảnh gì, tự nhiên câu Phật hiệu này nó phát lên, nó niệm liền.
mà niệm có Phật hiệu này nhiều rồi nghe quý vị, khi quý vị ngủ tỉnh lắm, và quý vị nằm mơ thấy cái gì quý vị rất tỉnh. Nó đặc biệt vì sao quý vị biết không? Vì mỗi ngày mình có bỏ vào trong tâm mình có Phật hiệu Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, bỏ nhiều quá thì khi trong mộng mị của mình nó phát ra là gì? Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Nếu mà gây dựng cái này mà cả cuộc đời của mình thì cái lợi ích này lớn lắm, lớn dữ lắm. Cô tặng cho mẹ cô chiếc máy bấm số này khi nhận đức tặng. 3 tháng nay bà ký số bà niệm Phật, bây giờ mỗi ngày bà niệm 25.000 câu. Chính cái cô đã điện thoại cho cái chú, cô nói 3 tháng quý vị, bà chí thành bà niệm Phật. Niệm Phật nhiều năm mà không dụng công, bây giờ 3 tháng là dụng công là nó vượt trội lên liền. Giống như cái nền móng đã lót rồi, nhưng mà bây giờ chỉ cần dụng công thì giống như xây mấy tầng lầu lên cũng được chứ. Thì 3 tháng nay bà dụng công, bà niệm Phật, bà ký số, chân thật bà cứ niệm câu Phật hiệu và bà nghe được chiếc máy mình nên nó thúc đẩy cái tinh thần niệm Phật của bà cao quá. Thì khi đi đến bác sĩ khám bệnh đó quý vị, bác sĩ khám bệnh kinh ngạc vô cùng. Bác sĩ nói, ủa bà thường khám bệnh ở đây, lúc trước bà bệnh tình nhiều lắm mà, sao bây giờ khám lại cơ thể của bà khỏe như vậy mà không còn bệnh nữa? Thì thấy rõ ràng rằng là cái câu Phật hiệu này nếu mình mà chân thật mình nhớ đó nghe, là do gì mình nhớ Phật nên mình quên bệnh. Mà quên bệnh thì bệnh hết. Con người mình là nó nhớ cái gì nó ra cái đấy à. Nó nhớ nghèo thì nó cứ nghèo hoài vậy đó. Nó nhớ cái thứ gì nó ra cái đấy. Nó sợ lo cái gì là tự nhiên cái cảnh duyên nó cứ phát triển. Hôm nay chúng ta nhớ một câu Phật hiệu này, nó thu gọn tất cả những cái thứ ngoại cảnh mà mình đang lo âu hết. Nó thu gọn lên hết. Rồi tự nhiên nó bỏ vào tâm giết, rồi nó phát triển cái tánh giác của mình. Nên con người mình nó bình an vô cùng. Khi nó bình an tâm rồi, quý vị biết rằng là cái cảnh duyên trước mắt là bình an. Mà cảnh duyên trước mắt bình an, tâm bình an, thân bình an, vậy thì con người này sống còn đặc biệt cỡ nào nữa ha quý vị. Không có một cái pháp vị nào bằng cái pháp vị mà bình an tâm hết chứ. Mà cái gì mới là bình an tâm đặc biệt nhất? Một câu Phật hiệu này mà niệm thì bình an tâm đặc biệt nhất. Có một đoạn kinh văn mà Bát Chu Tam Muội Kinh Phật dạy nè: mỗi ngày niệm 1 vạn câu A Di Đà Phật suốt đời, không gián đoạn, sẽ được sự gia trì hộ niệm của Phật A Di Đà, tội chướng được tiêu trừ, lại được Phật và chư thánh chúng thường đến hộ niệm, tức thờ sẽ được tăng trưởng thọ mệnh. Đây là một đoạn kinh văn ngắn, và chúng ta cũng nghe lời của Đại sư Ấn Quang ngày dạy. Mà câu này những đức thường nhắc, mà câu này chúng ta nên để nằm lòng trong tâm đó nghe. Câu này là để nằm lòng trong tâm mà do quên hoài đó. Đại sư Ấn Quang thì nói rằng người niệm Phật cầu vãng sanh như chúng ta, khi gặp bệnh tình đến với mình, tuyệt đối không có niệm Phật cầu hết bệnh, mà phải niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu thọ mạng còn thì tiêu nghiệp rất là hay và khỏe lại. Còn nếu thọ mạng hết, nhờ tín nguyện niệm Phật này mà được vãng sanh về cực lạc. Cái câu này nên để nằm lòng trong tâm nghe không? Nhắc hoài để nằm lòng đó. Chúng ta hộ niệm cho nhiều cao, quý vị thấy như mẹ cô Chinh nè, thọ mạng còn nè, thấy không? Khi hộ niệm cho bà, trong cơ thể bà nó bài tiết ra quý vị, kinh khủng luôn, là thấy gần chết rồi đó. Tiếp tục cứ hộ niệm, thọ mạng chưa hết, bữa nay khỏe re, tỉnh táo, ngon lành luôn. Thọ mạng chưa hết, khỏe lại thấy chưa? Nó ba thầy Nhận Thịnh, ổng cũng sắp mắt, hộ niệm cho ổng cái, bắt đầu sao? Khỏe lại. Rất là rõ ràng. Chúng ta nhận thức từ chỗ này thì chúng ta biết rằng là con người mình phải tin thọ mạng. Nên chúng ta là người niệm Phật mà có khi chúng ta gặp bệnh tình một chút thôi là bắt đầu là chúng ta chạy đôn giải đáo, lo âu sợ hãi liền. Hoặc là
Gia đình có chuyện gì cái là chúng ta lính quýnh lên chân. Vì tôi tín nguyện niệm Phật của mình ở đâu? Trong kinh giáo Phật dạy, tất cả pháp hữu vi, có nghĩa là pháp mình thấy đó, như mộng viễn bọt bóng, như sương cũng như tiết, có nghĩa là không tồn tại. Nó không tồn tại. Như vậy thì chúng ta phải tin rằng là duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa. Dù là vợ chồng, con cháu, thân bằng quyến thuộc, duyên hợp là gặp, duyên hết là xa. Chúng ta mỗi ngày gầy dựng cái tín nguyện, khi gặp cảnh ngộ về chuyện gia đình, chuyện này chuyện kia, hay bản thân mình bị bệnh, thì chúng ta phải giữ cái tâm mình cho chắc chắn câu Phật hiệu này. Vậy thì mới là người biết thương người thân, thương tất cả chúng sanh. Còn nếu như chúng ta mà bị cái tình cảm gia đình buộc ràng, vậy thì bạn niệm Phật thua rồi. Thua rồi. Quý vị biết rằng cái người mà chân chắc niệm Phật giảng sanh rồi, từ khi cái người này có làm cái việc gì phương tiện với công chúng thôi, nhưng mà mình cũng nên gầy dựng cái thật chắc để cho tập người ta quen vứt cho rồi. Có khi một hai phương tiện làm cái hình thức mà thương yêu, ái nhiệm, phù hợp vào một số chúng sanh đang như vậy, đó là cái người làm việc cho công chúng, tùy thuận một số căn cơ. Còn nếu như mình mà không có làm việc gì cho công chúng, cái việc thật chắc tại sao mình không làm, mà lôi cái hình thức, cái chuyện gia đình, ái nhiễm người thân, làm một số trò hình thức, cái này là trò chơi con nít, đừng có làm. Thật sự mà nói, cả những đức bây giờ, những đức muốn nó thật chắc phước cho rồi, để cái người nào đến với mình nó thành quen phước cho rồi đi. Tại vì cái hình thức mà phương tiện nó nhiều quá rồi, nó gầy dựng một ê người, nó thành một hệ thống đông đúc, phiền phức, khó tu. Nên mình bây giờ nó đưa thành một cái thật chắc để tu luôn phức cho rồi đi. Để những cái người mà nó thích hình thức, nó chạy đâu chạy phức cho rồi, để nó kéo những cái thật chắc về tu hành với mình cho nó khỏe vậy. Những đứa hướng dẫn là những đứa có phương hướng á. Ừ, phương hướng á. Từ nơi đó mà một câu vật hiệu này, nếu thật chắc mà chịu làm, ai không làm kệ người ta, đừng có nặng vấn đề đó. Tại vì duyên đến nó sẽ làm, còn duyên chưa đến nó, quý vị có ép này nó cũng không làm đâu. Vậy thì bây giờ mình đừng có dính líu cái chỗ đó với người thân mình. Chúng ta bây giờ phải hướng về mình cho nó chắc chắn nè. Mình tu làm sao mà mình an lạc tâm mình, mình tu làm sao mà mình phải có một cái phương hướng vững chắc cho chính mình đi. Ai sao kệ người ta, chúng ta cứ giữ cái phương hướng cho mình thật chắc, sau này chính họ cũng sẽ quy hướng với mình. Những đức nói bảo đã 100% là như vậy. Rồi ban đầu những đức mới đi xuống đây, cái gầy dựng cái tư tưởng, bị bao nhiêu người ta nói này nói kia mình. Rồi nào là ta nói mình phản bội, người ta nói mình cái này cái kia, đủ chuyện hết chứ quý vị. Những đức nói trời ơi, điện thoại tôi còn không xài, mạng tôi cũng không bấm lên luôn, tự vị nói tự vị nghe đi, tôi có biết gì đâu, quan tâm với chuyện đó. Quý vị biết rằng cứ ở đây chân thật mà lo cho 100 mấy bà già, bà đủ duyên mới đi theo mình. Chân thật mà lo. Lúc trước mới xuống đây nhìn mặt mày còn đen đúa ốm o, si cà mèo. Bữa nay quý vị thấy mặt mày sáng sủa không? Từ nơi đó được ở đồ đàng hoàng, được thương yêu, được lo lắng, càng ngày càng sống vui vẻ. Nó cứ 5 năm đi rồi trả lời, 5 năm mới trả lời. Xong một số người lúc trước người ta nói mình, bắt đầu giờ người ta gặp mình, người ta nói nè, hồi đó con cũng thấy thầy, con tưởng đâu thầy phản bội thầy chết, không biết nghe lời ông nữa. Những đức nói trời, thế gian này nghe lời hay không nghe lời có gì đâu quan trọng. Pháp không cố định pháp. Học Phật pháp mà người này không biết phương tiện với cảnh duyên, người này học Phật pháp làm cho ba đời chư Phật phải bị hàm oan đó, hiểu không? Từ nơi đó đó,
chúng ta làm một cái việc gì chúng ta phải phương hướng cho lâu dài. Lâu dài đi rồi sau này, hồi sau sẽ phân giải nghe. Phàm phu chúng ta là thường ưa bị kích động. Mình mà bị kích động là mình là người thất bại. Mình đã có phương hướng rồi, mình làm đi, mình đừng có bị kích động. Trời, một hai câu nói mà kích động mình như là bạn như thế này, bạn như thế kia, bạn như thế nọ. Kệ họ, họ nói mình đi, để họ tránh xa mình đi, để mình có thời gian mình dụng công mình tu cho nó tiện. Cái kiểu mà họ ào ào theo mình đó, mình sợ mắc họ đó. Trời, có tu ác đạn. Quý vị biết rằng những đứa cũng quen một số đòn ngày xưa trên kia đã quen rồi, thân thiết lắm. Họ nghĩ mình là con nít, họ cũng qua lại với mình, nhưng mà khi họ đến với mình là bắt mình phải tiếp họ này kia đồ dữ lắm. Họ giàu mà. Những đức không có cái chuyện đó đâu quý vị. Ông bà giàu là chuyện của ông bà, của cải của ông bà là kệ ông bà chứ. Chuyện tôi là tôi phải làm mà không nói chứ. Quý vị biết rằng đi xuống đây gặp mấy lần, giờ mình đang sắp xếp chúng này kia đồ, mà họ gặp mình họ phải bắt mình tiếp họ. Những đức nói được rồi lên trên điện tu đi, còn không tu thì thôi. Thì bắt đầu là họ dặn mình, bắt đầu là họ nghĩ đến chùa luôn. Trong lòng những đức nói cảm ơn. Trời ơi, một năm chờ đến gặp một lần cúng dường cho mười mấy hai chục triệu. Chắc là mười mấy hai chục triệu này, chùa này chắc là để ăn, để sống quá. Chúng ta là suy nghĩ gì? Công chúng xã hội, bình đẳng sống. Nói đại gia giàu có lâu lâu đến cúng được lần. Vậy nguyên một khoảng thời gian khác cho tôi ngóng mỏ, tôi trông quá ha. Vậy thì tôi làm nô lệ cho quý vị rồi. Ai mà dạy ngu ngốc gì đi làm chuyện đó. Thà cái người ta về đây người ta tu, người ta không cúng dường tiền mà nhờ cái công đức người ta bồi dưỡng cho ngôi tam bảo. Nó còn thù thắng hơn khi mình đói khát mình chưa có, thì Phật A Di Đà sẽ sai người đem đến. Tại vì mỗi ngày mình niệm Di Đà mà. Còn nếu như chúng ta không khéo léo, chúng ta nghĩ rằng cái người này đại gia, chúng ta phải giữ chân họ, chúng ta phải làm toi mọi cho họ, phải hạ đầu hạ cổ với họ, thua rồi. Mình là người niệm Phật mà mình đi làm cái chuyện đó là mình là đổi hoàn cảnh khổ. Ngày xưa ngoài đời thì cũng là gì, thấy sang bắt hoàng làm họ. Bây giờ tu rồi cũng thấy sang bắt hoàng làm họ. Những đức nói với quý vị biết, gặp một số người cao sang mà đi đến chùa mà đi ngông ngông nghênh nghênh, cầm điện thoại gọi gọi gọi. Những đức nói với quý vị biết, những đức gặp đó nghe, có thể niệm một câu ai với đạo Phật với họ cũng là may mắn lắm rồi đó. Thà những đức gặp một bà già cầm giỏ niệm lụm cụm, vậy mà những đức nắm tay bởi những đức dẫn vô trong bếp đó. À, còn những đức gặp mấy người nhà giàu sang trọng đi xa hơi đồ á, cầm điện thoại gọi quay phim, những đức cứ là đội nón sụp nón xuống rồi đi. Chứ bị biết đó, những đức là gì, nó khác người ta là như vậy đó. Tại vì những đức thấy rằng mấy bà già mấy bà đến chùa nhưng mà bà chịu niệm Phật. Những đức quý cái người ta đến chùa niệm Phật, còn cầm đến đây tiền bạc cúng dường cho nhiều, tôi cực thêm nó làm gì. Trời, tôi không có tiền, không ai hỏi tôi có tiền có người hỏi tôi á. Mà nếu như tôi không đưa ra thì tôi là người á, trở thành một con người giả dối, một con người tình chấp nặng nề, hiểu không? Thà tôi không có tiền, tôi đủ bao nhiêu tôi lo cho chúng bấy nhiêu. Còn vậy mà ai hỏi tôi mạnh dạn tôi nói tôi không có tiền. Còn nếu như mình có tiền mà người ta hỏi mình nói mình không có tiền, vì là mình xạo rồi. Nên đưa cái khổ cho tôi, thôi để cho tôi yên. Trời ơi. Quý vị mà chân thật niệm Phật rồi, quý vị muốn làm cái gì thì có cái nấy làm liền chứ làm gì không có. Làm gì có cái chuyện mà quý vị phải mỗi ngày phải tò tò theo họ. Những đức nói một số người xuất gia, những đức thấy đúng là đổi hoàn cảnh khổ. Kẻ ngốc như những đức học Phật chưa có đọc kinh giáo bao nhiêu nè, mà những đức còn thấy được cái nguyên lý học Phật là như thế nào. Thì ra là mình học Phật tự tại là do gì? Mình đừng có thấy sang bắt hoàng làm họ. Giàu nghèo gì cũng vậy, lo niệm Phật, sống chân thành là mình gặp, mình ngồi nói chuyện nhiệt tình. Dù là không cúng tiền một cắt đi chăng nữa cũng gần gũi nữa. Quý vị biết rằng ngày xưa những đức đã từng ở một thời gian một cái nơi đó. Trời ơi, một số anh em bây giờ anh em khỏe quá, một số các cô cũng vậy nữa. Phục vụ cho người ta là phục vụ bình đẳng không à.
Cả những đức mà quý vị cũng không có nấu ăn riêng gì cho những đức nữa, chứ đừng có nói mà nấu ăn cho người khác. Ở những đức ngày xưa, cái cảnh tình này những đức ngồi, những đức nhìn thấy, những đức cảm thấy đau lòng vô cùng. Trong lòng mình là kẻ phàm phu và người sống ở dưới quê miền Tây quý vị, dù là gia đình nghèo nhưng tấm lòng của cha mẹ thấy con mình làm tôi mọi cho người khác đau lòng lắm. Không có nói gì cái chuyện đó mà tu hành người ta chưa hiểu gì mấy đâu. Nhưng mà ngày xưa những đức thấy một số anh em cạo đầu xuất gia, phần nhiều là đứng để mà phục vụ cho hàng cư sĩ mà đi về chùa. Một số người mà hộ pháp giàu giàu là đứng để mà gót nước bưng đồ ăn cho người ta không đó. Những đức nói rằng đời của tôi, nếu tôi có một cái vị trí, tôi quyết định tuyệt đối tôi không bao giờ để cho chúng của tôi phải làm việc này đối với hàng cư sĩ vô chùa cúng dường tiền nhiều. Những đức đã làm được rồi đó. Tất cả chúng trong chùa quý vị đã nhìn thấy rõ ràng đó. Mấy năm nay chùa của mình có bao giờ những đức đãi ai mà bắt quý vị đứng để mà chăm nước chăm trà cho người ta không? Từ khi những ngày đám giỗ chư tăng ni về chùa là có đại lão hòa thượng chúng ta chứng minh, chúng ta là hàng hậu học phục vụ hàng xuất gia, đây là điều đúng dĩ nhiên rồi. Còn cái chuyện mà người xuất gia dù là mới cạo đầu nhưng mà đứng chăm nước chăm trà cho hàng cư sĩ, đứng để mà canh họ ăn cơm, những đức nói dù những đức làm thầy, những đức cũng không muốn để đệ tử của mình làm như vậy nữa. Vì người ta cũng là một con người, mình cũng là một con người, dù biết rằng người ta theo học với mình nhưng dạy về môn nào là dạy, tuyệt đối không có để người ta như vậy. Vì nhiều khi cha mẹ người ta thấy cũng đau lòng khi nhìn con người ta như vậy. Chúng ta bổn phận làm cha làm mẹ, mình thấy con mình đứng chầu chờ chầu trực chăm nước chăm trà bưng cơm cho người khác, mình nhìn thấy cũng đau lòng chứ quý vị. Những đức rất là lạ nha quý vị, cái mạng những đức nó cũng lạ lắm á. Từ khi những đức đi tu tới bây giờ bắt ai làm thì bắt, chứ không bao giờ dám kêu những đức nghe. Những đức hình như là không có như vậy á quý vị, nó cái mạng như đức nó lạ vậy đó. Nên những đức đứng nhìn không à, đứng từ xa mà nhìn quan sát, nhìn thấy người ta ăn mà đứng nhìn như vậy thấy trong lòng mình nó xót xa như thế nào á. Mình nói rằng nếu tôi có một ngôi chùa, tôi quyết định, tôi nhất định tôi sẽ lập trình một tư tưởng rất mới mẻ, không bao giờ tôi để cho cái người bên cạnh tôi phải làm như vậy. Đã làm được rồi đó, đã làm được rồi đó quý vị. 5 năm chờ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Những đức chưa bao giờ tiếp một người nào riêng biệt ăn cơm riêng biệt với ai cả. Vì chính tôi còn phải ăn với chúng, ăn với quý vị là cái lý gì? Tôi toàn bộ tôi ăn cơm chung với chúng, như vậy thì tôi nhất định tôi sẽ ăn cơm chung với chúng. Còn khi có việc gì ngồi nói chuyện mấy câu, còn khi xuống ăn cơm là quý vị phải xuống cùng ăn cơm với đại chúng. Đây mới gọi là có công đức nhân duyên. Quý vị biết rằng người ngoài đời họ giàu, đi đâu cũng được người cung phụng, người đội họ trên đầu, họ quen rồi. Đi vô chùa mà mình làm người xuất gia mà đem cái đầu chọc đi đội họ trên đầu nữa, vậy thì quý vị đem Phật Pháp là nhận xuống. Còn quý vị đưa họ để mà đạp lên hả? Kẻ ngốc mới đi làm chỗ đó cho quý vị biết. Nên người xuất gia bây giờ là thật sự mà nói, tu hành không ra gì là nằm cái dạng ngu ngốc, không hiểu. Trong khi Phật Pháp là bậc trí tuệ mà đi làm chuyện đó. Quý vị quan sát một chút, phải là người giàu ngoài đời được người ta cung phụng không? Thí dụ như chúng ta mở ra một cái nhà hàng phục vụ để mà tăng tiền, cái này là cái chuyện bỏ công đi lấy tiền. Còn chúng ta đi tu làm gì phải suy nghĩ chuyện đó? Ai bắt buộc mình làm chuyện đó? Có kinh giáo nào Phật kêu không? Phật kêu con sẽ làm. Phật kêu phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Phục vụ là gì? Phục vụ cái sự tu hành là cúng dường chư Phật, chứ không phải phục vụ đi lấy tiền. Còn mở ra nhà hàng là do gì? Cái phục vụ đó cho hàng cao cấp nên tăng tiền. Một dĩa ăn bên ngoài bán 10.000, trong nhà hàng bán 100.000, tính vào tiền phục vụ đó mà tính tiền thêm. Phải hiểu cái nguyên lý này. Còn bạn bây giờ là mang cái đầu chọc cũng là đi phục vụ người hả? Phục vụ một cá nhân nào để lấy tiền, nói rằng là lo xây dựng này kia, lo cho đại chúng. Chúng ta không cần nghĩ chỗ đó, chỉ cần suy nghĩ xây ngôi chùa là cho người ta tu thì Phật sẽ bổ xứ người đến. Quý vị tin chỗ này không? Việc làm này là việc làm cho Phật. Quý vị biết rằng những đức còn nhỏ đi tu thôi mà giao du với những người tu lâu năm á. Ôi, những đức nói rằng ngày xưa còn là cư sĩ thôi, trong lòng những đức nói, ồ
ông tu bao nhiêu năm rồi, trong lòng những đức nói vậy đó, 60 năm rồi sao ông ngốc vậy à, ông tu 60 năm sao ông ngốc vậy à, ông tu 60 năm mà ông như vậy đó hả? Tôi nói cho ông biết, tôi là kẻ hư hỏng ngoài đời, tiếp nhận Phật pháp mấy năm nay thôi, tôi còn là cư sĩ đó, mà tôi nói cho ông biết rằng cái việc làm này tôi không bao giờ làm á. Tôi thấy rằng người tu mình một buổi cơm ăn có nhiêu đâu mà ông làm gì, ông khổ vậy hả? Ông khổ vì cái gì? Khổ vì chúng sanh, khổ vì chúng sanh không phải khổ như vậy. Khổ vì chúng sanh là chúng ta tu hành mà không được giải thoát, đó là cái tâm cảm thấy rằng mình đau lòng, xót dạ khi cái chuyện đã tu mà không được giải thoát của mình á. Mấy chục năm nay mà tu không được gì á, cái khổ đó mới là đúng trong Phật pháp dạy. Ông khổ vì một số chúng sanh mê hoặc điên đảo mà ông không đem cái pháp để chỉ dạy họ, mà ông khổ vì cái chuyện mà ông không làm được một số việc của thế gian hả? Mà sao ông ngốc vậy à? Ông tu 50-60 năm mà sao ngốc kinh khủng như vậy? Trời ơi, quý vị nói rằng có tội làm gì có tội. Nói cho một số người nghe tỉnh mà có tội gì? Có tâm ý ác gì đâu mà có tội. Rồi quý vị biết rằng Phật pháp là trí tuệ lắm á. Nếu mà thật sự mà học Phật là an lạc tự tại lắm. Nhưng đức tính ra một ngày những đức ăn bao nhiêu mà những đức sợ. Còn chúng trong chùa này ai cũng có phước mà. Những đức hướng dẫn họ, họ tu là họ có phước à. Còn đói là cùng đói à, sợ gì? Trời ơi, có đồ hũ, có gạo, có rau, sợ gì? Mấy người nhà giàu đến không tu, đi phước cho rồi đi, đừng có lỡ đây. Để cho những người ta tu hành, ta về đây người ta tu. Quý vị nghe gì, những đức nói thẳng đây có quay phim đó. Một chiếc máy những đức nó ra khắp nơi nơi, nên mấy người giàu về chùa mình niệm Phật kích liệt, lễ Phật lỗ mèo luôn á. Xong họ ra họ gặp như đứa con nói, trời thầy ơi, con biết Phật pháp bao nhiêu năm nay vậy mà không an lạc chút nào thầy. Vậy mà về chùa thầy tu mới an lạc. Như đức nói đúng rồi, về đây không ai phục vụ hết, mới thấy cái cảm giác vui đúng không? Trời ơi, quý vị nói rằng những người giàu họ được phục vụ nhiều như vậy, họ vô đây vì phục vụ. Họ nói trời ơi, cái chuyện này là cái chuyện bình thường, vì tôi là được phục vụ quen rồi, về đây phục vụ tôi nữa, cái chuyện này là dĩ nhiên rồi, tôi ngày xưa giờ làm vậy mà. Về gặp ông thầy Những đức ăn đồ hủ luộc chấm muối tiêu hả? Ăn. Ăn xong nói, ủa đặc biệt thầy, đồ hủ luộc chấm muối tiêu công nhận ngon thiệt thầy. À, bây giờ mới biết ngon hả? Ngày xưa nói là một người nhà giàu mà không có cái nồi đắt kho, cuối cùng lấy cái nồi đắt kho ăn, công nhận ngon thiệt nghe. Đúng rồi, chưa hưởng được cái nhân sinh sống hả? Bắt họ sống vì nhân sinh cho họ biết. Rồi bắt đầu là, con ngủ đâu thầy? Có cái phòng nào cho con ngủ riêng không? Không có, đi ngủ với Phật tử chung đi. À, vô đó ngủ, ngủ không được làm sao? Ngủ không được, ngồi lên nhìn bao nhiêu con người đang nằm ngủ. Người ta ngủ được, tại sao ông ngủ không được, bà ngủ không được? Ngủ! À. Cuối cùng một hai đêm đầu ngủ không được, đêm thứ ba muốn le lử luôn mà không ngủ, lúc đó ngủ thẳng cẳng luôn, lúc đó mới nói không nhận thiệt. Bây giờ con ngủ với mọi người hơ gì con cũng ngủ được luôn nữa. Nhưng Đức mới nói rằng ông bà phải biết. Chúng ta nghe cái hơ người chúng ta gớm, vì cái hơ mình ai gớm? Ông bà thấy ghẻ người khác, ông bà nói dơ, vậy ông bà có ghẻ không? Giàu có ghẻ không? Giàu khi bị sida luôn nữa chứ nó có ghẻ. Từ nơi đó cái hơ của mình thì mình gớm, vì cái hơ của người ta mình gớm, cái hơ mình này ai gớm? Ghẻ của người ta mình gớm, vì ghẻ mình ai gớm? Ngồi suy nghĩ đi, gác chân lên trán suy nghĩ. Nó khi người ta nói chuyện gần mình, nước miếng văng vào tay mình chút, chùi lia chùi lịa hết. Vậy thì nước bọt mình văng ra ai chùi? Nước bọt mình với nước bọt người ta nó khác chỗ nào? Quý vị đi hỏi pháp y, đi mổ người á, quý vị coi coi ruột mình với ruột người khác á, ruột nhà giàu với ruột nhà nghèo, quý vị mổ ra coi coi bao tử ruột gan đồ á, nó giống nhau không? Hay là nhà giàu hai trái tim, hai cái gan, hay là một? Trời ơi, nó đều là nguyên lý là một hết. Có nhà giàu bốn con mắt không? Nghèo cũng hai con mắt, giàu cũng hai con mắt. Từ nơi đó học Phật cũng có cái gì cảm thấy đặc biệt một chút, thấy không? Mình còi còi vậy đó, nhưng mà có những cái nó chỉ sốc sốc vậy thôi, vậy mà cũng đột phá một số sốc sốc.
số ngang tàn bị những nước đột rớt đầy hết trơn. Ông có hai ba người mà ông còn lo te tu, còn tôi có trăm trăm người đây mà tôi còn không lo cái chuyện mà cơm ăn áo bạn đói khát, là tôi sợ gì? Phải biết rằng cái chúng mà tôi hướng dẫn khi đói, quý vị biết rằng họ ngồi họ niệm Phật á, phát gờ một phát là họ lủi đầu vô lửa cũng lủi nữa. Cho quý vị biết từ nơi đó cái sống gì nó mới đặc biệt, nó cảm thấy an lạc, nó vui đó. Nên quý vị biết rằng chúng ta học Phật nghe gì nè, tuy là một câu ai vậy là Phật niệm đến cùng, vì mình biết mình niệm Phật để cầu giảng sanh, nên dưới cái thân tứ đại này mình không cảm thấy nặng nề nó nữa. Mà cũng không phải đá đổ nó đâu, nhưng mà tao không nặng nề với mày. Mày một ngày nào bỏ tao mà nặng nề gì? Mày đâu có trung thành với tao đâu mà nặng nề với mày. Tao là khéo léo sử dụng mày thôi. Mày một ngày nào mày bỏ tao rồi, phải chi mà mày không bỏ tao thì tao sẽ bồi dưỡng mày ngon lành luôn. Này một ngày nào mày bỏ tao mà tao dạy gì, tao không chịu nắm mày để mà tao sử dụng mày. Mà nói với cái thân mình vậy đó, hay không? Nó là công cụ để mình sử dụng nghe chưa? Chứ đừng có bồi dưỡng nó mà để cho nó sống sung sướng rồi mai mốt rồi nó bất tử nó bỏ mình rồi mình hụt hẳn nghe chưa? Mình nói rằng là tao thương mày quá trời luôn mà bây giờ tại sao mày bỏ tao bất ngờ với thân? Thân nó nói rằng tao nói cho mày biết, tao ngày xưa giờ tao gạt mày á. Tao nó tính chứ hồi sớm muộn tao cũng đi. Mày cứ chiều chuộng thương yêu tao hoài. Mày cứ là lau chùi tao, mày thương yêu tao quá trời, mày dính mắt tao luôn. Mà trong khi tao gạt mày mà tại sao mày ngu vậy? Đó, cái thằng nó nói vậy đó. Bây giờ mình vào Phật mình hiểu rồi. Mình nói mày là công cụ để tao sử dụng nha mày. Nếu tao không sử dụng mày là uổng lắm á. Nên bắt nó làm, bắt nó để mà tu, bắt nó lễ Phật, bắt nó niệm Phật đến gì? Để mình đổi vào phiếu công đức để mình hồi hướng về cực lạc. Để mình về cực lạc rồi mình mới có cái thân á, mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già, không bệnh, không chết. Nên câu Phật hiệu này phải chân thật mà niệm, kiên trì mà niệm, siêng năng mà niệm, có một phương hướng mà tu. Một câu Phật hiệu cứ mà niệm, phát được phước báo, phát được nhân duyên, và tâm bình định, người thường bình an. Và chúng ta có một cái tư tưởng mạnh mẽ, không bao giờ sợ ngoại cảnh nhân duyên. Vì sao? Vì chúng ta đã có A Di Đà Phật rồi. Tất cả ngoại cảnh nhân duyên đều có thể xa chúng ta, nhưng A Di Đà Phật chúng ta chỉ cần nhớ Ngài và niệm Ngài, Ngài không có xa chúng ta đâu. Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, từ bây giờ cho đến khi chúng ta một hơi thở thở ra không hít vào, thì một niệm đầu A Di Đà Phật, niệm sau là chúng ta đang gần bên cạnh Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô A
Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam Mô 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di. À gì? Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật.